và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày ngỡ ngàng nhan sắc thời 1m65 nặng 49 kg của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã đăng tải trên fanpage cá nhân hình ảnh thời trẻ và hiện tại của mình với nghệ sĩ Hồng Đào để kỷ niệm tình bạn 30 năm. Hình ảnh này nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng bởi nhan sắc ngọt ngào của hai nữ nghệ sĩ thời trẻ, đặc biệt là Hồng Vân. Dưới phần bình luận, nhiều fans còn thích thú viết, ui hồi trẻ hai chị đẹp dữ thân, dễ thương quá đi. Chị Hồng Vân hồi đó đẹp quá, hồi trẻ hai cô dễ thương quá. Bên cạnh đó tiết lộ về tuổi trẻ của mình trong một trích đoạn của chương trình, Tinh Hoa Khởi Tụ tập 2 mùa 2, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết, thanh xuân của tôi từng là một cô gái cao 1m65, nặng 49kg, còn bây giờ tôi là một cô gái cao 1m67, vì sinh con xong cao thêm 2cm, nhưng cân nặng thì gấp nhiều lần quá. Do đó, khi MC Đình Toàn nói vui rằng có những người dành cả thanh xuân ở trên bàn cân, thì nữ nghệ sĩ phản bác rằng nhà chị không có một chiếc cân nào cả vì chị rất kỹ cân mua cân nào về là đạp cân đó, tôi không cho phép cân xuất hiện trong gia đình mình vì điều đó là đồng lòng của cả hai vợ chồng. Cũng tại đây, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã có những chia sẻ về mối tình tuổi học trò. Khi kể, ai cũng có những mối tình tuổi học trò cả. Thời chúng tôi không có gì để trao gửi tình cảm cho nhau ngoài thư và lưu bút. Tôi luôn là người nhận thư bởi ngày xưa giống như xác cô hùng cậu, tính tình rất cứng rắn. Nên lúc đó, Tôi không bao giờ yêu đơn phương ai, nhưng tôi biết người ta yêu đơn phương tôi nhiều, tôi biết nhưng giả bộ không hay. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ tiết lộ rằng mối tình đầu tiên khiến chị trung động là sau khi học hết lớp 12 với một anh chàng khác lớp nhưng chị đã giấu nhẹm. Nên anh ấy không biết tôi thích anh ấy, thậm chí đến bây giờ anh ấy cũng không biết và tôi cũng quên luôn anh ấy là ai. Hồng Vân sinh năm 1966 từ năm 1989 đến năm 2000, chỉ là diễn viên nhà hát kịch sân khấu nhỏ thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 là diễn viên, đạo diễn, đồng thời là giám đốc công ty cổ phần sân khấu điện ảnh Vân Tuấn. Hồng Vân cũng là bồ show của sân khấu kịch Hồng Vân, bao gồm sân khấu kịch Phú Nhuận và sân khấu kịch Super Bowl tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012 chỉ được công nhận là nghệ sĩ nhân dân. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ nhận được nhiều sự yêu mến khi tham gia bộ phim Đình Đám gạo nếp gạo tẻ và một số chương trình truyền hình như ký ức vui vẻ tinh hoa hội tụ mới đây hồng vân cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ việc phải đóng cửa sân khấu kịch super Bowl sau nhiều năm gắn bó hé lộ sự thật ẩn dấu sau chuyện tình của nghệ sĩ nhân dân hồng vân và người chồng kém 3 tuổi hai lần đò nếm trải ngọt bùi lẫn đáng cay hồng vân biết cách lấy hạnh phúc gia đình làm bề phóng nghệ thuật Cuộc tình của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân với nam tài tử lừng lẫy một thời Lê Tuấn Anh trải qua sóng gió cách chia nhưng lại kết cục đoàn viên đẹp hơn một vở kịch có hậu. Hồng Vân có bố mẹ là nhà khoa học thành đạt, Lê Tuấn Anh bồ côi lặng lội mưu sinh. Dù Lê Tuấn Anh kém Hồng Vân tới 3 tuổi nhưng hai người rất đẹp đôi. Đáng tiếc họ quen nhau một thời gian ngắn đã phải chia tay vì tuổi trẻ nông nổi hay tự ái vặt và kém chịu đựng đó là khi một lần tình cờ bắt gặp người yêu trở bằng cái khác sau lưng Hồng Vân lập tức đòi chia tay sau đó Hồng Vân kết hôn với kiến trúc sư một người không hoạt động nghệ thuật Lê Tuấn Anh nên duyên vợ chồng với Vương Thảo vợ nhạc sĩ Ngọc Lễ mười năm sau khi đã trải qua nhiều va vấp cuộc đời cặp đôi nghệ sĩ ấy lại trở về bên nhau đó chính là thời điểm khi mà cả nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Lê Tuấn Anh đều đã trải qua những đổ vỡ hôn nhân nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình và các con. Hồng Vân từng tâm sự, Lê Tuấn Anh là người sống nghiêm túc, nội tâm, một mẫu người đàn ông hơi độc tài, nhưng anh ấy đã trả lại cho tôi cảm giác được là phụ nữ. Cô chia sẻ, Lê Tuấn Anh là người cực kỳ yêu thương vợ con, rất tình cảm, yêu chiều và lãng mạn. Nhớ có lần, nghệ sĩ Tuấn Anh làm cho vợ xúc động đến bật khóc khi làm thơ nhân ngày 8 tháng 3 đời phù vân ngang dọc nẻo đường mê, những khuôn mặt yêu thương luôn ở trong tâm tưởng. Không phải một ngày chỉ một ngày vui sướng mà trọn cuộc đời ta đã tặng cho nhau. Sau 5 năm kết hôn, cặp đôi Hồng Vân Lê Tuấn Anh mới tự tổ chức cho mình một đám cưới nhỏ. Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh từng chia sẻ đầy yêu thương và xúc động. Em là người luôn luôn bận rộn với công việc, trong nghệ thuật, sân khấu. Nhưng đối với gia đình, anh vải công tâm nhìn nhận em là người chu toàn, ngoài công việc em dành hết thời gian cho chồng con lo cho chồng con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành của các con lúc nào em cũng muốn hoàn hảo nhất tội nghiệp em đa đoan vất vả cái thiếu sót của em là gì em biết không em lo cho tất cả mọi người nhưng em ít khi lo cho bản thân mình lê tuấn anh mở nhà hàng ngã ba sông còn hồng vân mở sân khấu kịch phú nhuận hồng vân sinh cho lê tuấn anh một cô con gái đặt tên ở nhà là bí ngô mái ấm của họ có 5 người hai đứa con riêng của hồng vân rất quý mến ông bố lê tuấn anh bí quyết để giữ gìn gia đình của họ dường như không đơn giản có cả sự bao dung lẫn sự hy sinh như hồng vân thổ lộ để có được hạnh phúc như hôm nay cả hai chúng tôi đều phải mạnh mẽ dám sống dám chứng minh điều mình hướng đến là một gia đình đích thực Chúng tôi hãnh diện vì đã làm được điều đó. Cả hai đều đã một lần đổ vỡ, từng nếm đắng cay, con đường chúng tôi tìm lại được nhau cũng đầy trân chuyên. Để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, Hồng Vân chia sẻ, phụ nữ đến độ tuổi nào đó phải biết dẹp bớt cái tôi của mình để sống cho chồng con. Với lại, đàn ông đánh mất cá tính thì phí lắm. Phụ nữ nên là hòn đá, không góc cạnh, tròn trịa thì tốt hơn vì sẽ giữ được hạnh phúc. Tin tôi đi, phụ nữ hãy nhu mì và mềm mỏng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.